À, dạ thưa thầy và các bạn, hôm nay em sẽ trình bày về cái chủ đề đó là acute kidney injury, tổn thương thận cấp theo cách học 123. À, thì để đầu tiên để đi vào làm bài tập acute kidney injury theo 123 cho ngon lành thì em xin phép được bàn về hai cái thuật ngữ đó là suy thận cấp và tổn thương thận cấp. Thì suy thận cấp nó là acute renal failure, còn tổn thương thận cấp nó là acute kidney injury. Thì nó khác nhau ở đây đó là failure là suy, còn injury là tổn thương. Và đầu đầu tiên ta sẽ nói về đó là suy thận cấp. Suy thận cấp acute renal failure là suy thận cấp được định nghĩa là suy giảm cấp tính độ lọc cầu thận trong vài giờ đến vài ngày và có khả năng hồi phục, reversible là có khả năng hồi phục. Và đây á, là cái định nghĩa đã có từ rất lâu rồi. Và bây giờ người ta vẫn giữ cái khái niệm là lấy cái độ lọc cầu thận để chỉ điểm và nói lên là những đối tượng có suy thận. Và ta hỏi là GFR nào ta gọi là cấp, thì bằng chứng thứ nhất đó là ure trong máu cao, creatinine trong máu tăng, đó, cả hai này đều tăng, cộng với lại GFR của bệnh nhân đó phải nhỏ hơn 60 ml trên một phút thì ta gọi là suy thận cấp. Và cái người bình thường GFR của họ là 100 ml trên trên phút, nghĩa là trong một phút nó lọc cái cầu thận á, nó lọc được 100 ml plasma. Và cái GFR này nó có thể xuống luôn tới dưới là 60 ml trên phút trong vòng vài giờ, thậm chí có thể là vài ngày, và nó diễn tiến xuống bằng zero luôn và trong vòng chỉ 2 ngày thôi, nghĩa là hoàn toàn lúc này là hai cái thận nó không có lọc luôn. Và cái thận mà không lọc thì cái chỉ điểm cho chúng ta biết đó là nước tiểu hoàn toàn, khi đó là bệnh nhân không có nước tiểu hoàn toàn luôn. Mà nhấn mạnh ngay chỗ này, đã gọi là cấp, chữ cấp ở đây là có khả năng hồi phục, có nghĩa là bệnh nhân hoàn toàn mất chức năng thận và sau một thời gian cái thận này nó lại cái thận bệnh nhân á, nó lại hồi phục lại bình thường và nó bắt đầu bệnh nhân bắt đầu đi tiểu lại và có chức năng hồi phục lại như bình thường như trước đó. Và gần đây thì chúng ta sẽ thấy người ta thấy rằng á, là định nghĩa này á, định nghĩa cái suy thận cấp á, nó quá trời rộng và dựa vào định nghĩa này thì không làm giảm được cái tỷ lệ tử vong, tức nghĩa là nó không làm giảm được cái tỷ lệ mortality. Mortality tức nghĩa là tỷ lệ tử vong á. Và đến năm 2004 người ta đưa ra cái thuật ngữ mới đó là acute kidney injury, viết tắt là AKI, là tổn thương thận cấp. Người ta không dùng cái từ suy thận cấp nữa mà là tổn thương thận cấp. Vậy thì cái tổn thương thận cấp nó được định nghĩa là acute kidney injury, được định nghĩa là hội chứng với nhiều mức độ trầm trọng, thay đổi diễn tiến qua nhiều giai đoạn, đặc trưng bằng giảm cấp tính độ lọc cầu thận, có tăng bun, có tăng creatinine, plasma trong vài giờ đến vài ngày, kèm hoặc không kèm giảm thể tích nước tiểu. Lúc này đó là oliguria và anuria, thiểu niệu hoặc là vô niệu luôn. Và cái cụm từ và cái tổn thương thận cấp, cái cụm từ tổn tổn thương ở đây á, là nó nói lên cái gì? Nó nói lên là bệnh nhân này là chưa có suy thận và đang có nguy cơ bị suy thận, nghĩa là đi vào suy thận cấp. Và nó lên là cái bệnh một cái thận á, mà muốn suy thì phải qua giai đoạn tổn thương, nghĩa là tổn thương rồi mới vào suy thận. Trong cái tổn thương thận cấp á, nó bao gồm là từ lúc bệnh nhân chưa bị suy thận cho đến lúc bị suy, hay nói cách khác là có nhiều mức độ, nhiều giai đoạn mà đặc trưng bởi cái giảm GFR. Và ở đây có sự thống nhất giữa hai định nghĩa cũ và mới. Đó. Ta thấy là gọi là suy thận cấp khi mà GFR nó nhỏ hơn 60. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây á, cái GFR là 100, người bình thường GFR bình thường là 100, vậy thì từ 100 mà nó giảm xuống 80 ta gọi là gì? Rồi từ 80 nó giảm xuống 60 ta gọi là gì? Nghĩa là nó giảm, cái khoảng giảm đó nó chưa ảnh hưởng đến cái chức năng, cái GFR nó giảm nhưng mà chưa ảnh hưởng đến chức năng của thận thì ta gọi đó là tình trạng gì và dùng thuật ngữ gì để diễn tả nó, và đó là thuật ngữ tổn thương thận cấp. Tổn thương thận cấp nó bao gồm luôn cái suy thận cấp, nó rộng hơn cái suy thận cấp, và với một mục tiêu là để giảm cái tỷ lệ mà bệnh nhân đi vào suy thận cấp, nghĩa là nó giảm được cái tỷ lệ mortality, tử vong, tỷ lệ tử vong. Và đó là chúng ta sẽ bàn chỉ ở mức bàn về thuật ngữ thôi, là suy thận cấp và tổn thương thận cấp. Và bây giờ thì người ta chỉ dùng cái từ là acute kidney injury trong các sách, tất cả các bài thì người ta đều dùng cái chữ acute acute kidney injury, cả cuốn Washington mà mình đã tham khảo.
Thì bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập này theo cái acute kidney injury theo 1 2 3. Thì đầu tiên số 1 là basic sciences. Số 2 nó là clinical bao gồm symptoms and signs cộng thêm cái paraclinical cận lâm sàng, và số 3 đó là ABC thì quá quá quen thuộc rồi. A là etiology, B là pathogenesis hoặc là pathogens, và C đó là pathophysiology sinh lý bệnh. Thì đầu tiên cái phần thứ nhất số 1 đó là basic sciences, chúng ta sẽ ôn 3 món. Món số 1 là histology mô. Đó. Số 2 đó là physiology sinh lý, và số 3 đó là pharmacology về cái dược lý, về cái thuốc tác động lên thận. Đây, physiology chúng ta sẽ ôn về cái nephron. Nephron là một cái đơn vị cấu trúc, vừa là đơn vị cấu trúc vừa là đơn vị chức năng của thận. Mỗi một thận có 1.250.000 nephron. Đó, và cái đầu tiên chúng ta phải nhắc về cái đơn vị chức năng về cấu trúc này á, đó là glomerulus, cái cầu thận. Xem hình, đây là một cái cầu thận mà nó được cắt đó, cắt ra, và chúng ta thấy là khi mà cái glomerulus nó bị bệnh á, thì chúng ta sẽ có hai cái hội chứng, đó là nephrotic syndrome và nephritic syndrome. Hội chứng gọi là thứ nhất tức là hội chứng thận hư, bệnh nhân tiểu đạm rất nhiều, đó, dữ dội. Và thứ hai đó là hội chứng nephritic syndrome, tức nghĩa là cái hội chứng viêm thận, viêm cầu thận. Bệnh nhân lúc này sẽ có tiểu máu và xuất hiện trụ hồng cầu trong nước tiểu. Và chúng ta sẽ ôn về, chúng ta nhìn hình hình và chúng ta sẽ nhắc lại cái màng lọc của cầu thận gồm ba màng. Thứ nhất đó là lớp tế bào biểu mô của mạch máu. Số 2 là màng đáy, và số 3 là lớp tế bào có chân. Đó. Và trên cái lớp tế bào có chân này nó có các podocytes, tức nghĩa là những con tế bào này nó có chức năng ẩm bào, ẩm các protein quăng lại. Nếu mà protein mà lọt qua cái là men này nó giục quăng protein lại, nó không cho qua. Đó. Tức nghĩa là theo cơ chế ẩm bào, và đó là về glomerulus, về cái cầu thận. Thứ hai, cô B đó, cái tiếp theo đó là cái ống thận. Thì ở ống thận chúng ta chỉ có ba từ thôi, là reabsorption, tái hấp thu, excretion, bài xuất, và secretion, bài tiết. Chỉ có ba cái từ này thôi. Và ống thận nó bao gồm ống lượng gần. Ống lượng gần nó sẽ lấy lại hết tất cả những thằng glucid, lipid và protein. Lấy lại hết thì những thằng này nó tạo năng lượng mà lấy lại hết. Và lấy lại 60% muối nước ngay chỗ này. Tiếp theo đó là qua hình lê. Qua lên nó có hai ngành, ngành xuống đó, ngành xuống là lấy lại 25% nước, ngành lên nó có một chiếc xe chở 4 người. Số 1 đó là natri, số 1 là một natri, một đó, chở chiếc xe 4 người bao gồm là một natri, một kali và hai CL trừ. Chiếc xe chở 4 người này rất là quan trọng ngay chỗ này. Và cái ngành lên ngay chỗ này nè, chỉ lấy lại muối đó. Và cái xe 4 người này nè, nó rất là quan trọng ngay chỗ mà cái thuốc lợi tiểu quay á, là furosemide, nó sẽ đánh vô cái kênh này đó, tức nghĩa là nó đánh vô cái kênh bao gồm một natri, một kali và hai CL trừ. Tiếp theo đó là ống lượng gần, ống lượng xa và ống góp. Ống lượng xa và ống góp thì hai ăn này làm việc dưới sự tác động của hormone. Và chúng ta phải nhấn mạnh ngay chỗ này, đó là máu từ động mạch thận á, đi vào tiểu động mạch nhập và đi vào glomerulus, tức nghĩa là đi vào cái cầu thận, lọc rồi mới nuôi thận. Nghĩa là máu vào thận lọc rồi mới nuôi thận. Và cho nên là bất kỳ nguyên nhân nào mà làm cho giảm túi máu thận, hyperperfusion tức nghĩa là giảm túi máu thận mà kéo dài á, thì nó dẫn đến một cái hiện tượng đó là hoại tử ống thận cấp. Và đó là phần histology. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái món số 2, đó là physiology. Physiology là sinh lý. Thì sinh lý thận chúng ta sẽ ôm lại đó là số 1, đó là renal blood flow. Ta thấy được cái chữ blood ở đây chúng ta sẽ chia làm hai nhánh. Blood nó có hai nhánh, số 1 là plasma, số 2 là cell. Cái thận đó, nó chỉ đọc plasma thôi chứ nó không có đọc cell, cho nên cái thuật ngữ đó là renal blood flow là lượng máu đến
cả hai thận trong một phút là 1.200 ml trên một phút. Đó là cả hai thận nó có một con số đó là 1.200 ml ml trên một phút. Nhưng đó, nó thận đó, nó chỉ đọc plasma thôi, cho nên cái con số này nó sẽ bằng 1.200 sẽ bằng 575 cộng với lại 625. 625 là renal plasma flow, là dòng huyết tương, viết tắt là RPF. Và 625 này chúng ta sẽ chia làm hai nhánh nữa. Đó là 125 và 500. Đó, và 500 này nó cùng với 575 về máu, tức nghĩa là thận á, 575 này là nó nói lên là thận nó không lập tới tế bào máu, và những và anh này nè nó đạp thẳng, nó từ từ tiểu động mạch ngập nó vào cái cầu thận xong rồi nó đạp thẳng ra tiểu động mạch xuất luôn và đi về luôn đó, đi về luôn cùng với lại 500 ml huyết tương đó, plasma. Còn cái nhánh 125 ml là được lọc qua thận, tức nghĩa là nó qua được cái màng lọc cầu thận và đi vào ống thận, và khi mà đi vào ống thận rồi á thì 125 này nè nó được tái hấp thu lại 99%, tức nghĩa là 124 ml trên một phút được reabsorption lại, còn chỉ 1 ml trên một phút, chỉ 1 ml được bài xuất theo nước tiểu thôi, và tức nghĩa là trong một phút trôi đi thì có 1 ml nước tiểu được tạo thành, mà một giờ có 60 ml thì trong một 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 giờ có 60 một giờ có 60 phút, mà như vậy thì chúng ta sẽ có được 60 ml trên một giờ, và để được con số mà chúng ta phải mắc tiểu đó là 250 ml là khoảng 44 đến 5 tiếng chúng ta sẽ đi tiểu một lần đó. Và cái lượng mà reabsorption 124 này nó theo hệ gọi là mao mạch qua nóng, nó đi về đó, và chúng ta phải nhấn nhấn mạnh lại một cái chỗ này nữa là để thận lọc được đó là phải có một cái áp suất lọc đó. Áp suất lọc của nó là sẽ bằng thứ số 1 là áp suất thủy tĩnh của trong mao mạch trừ cho áp suất thủy tĩnh của bao bao và trừ cho áp suất keo của mao mạch, thì nó bằng một cái con số là 10 ml thủy ngân, 10 mm thủy 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 ngân, và để thận mà làm việc được tốt và duy trì đó, thì chúng ta phải duy trì cái mức huyết áp trung bình phải lớn hơn 70 mm thủy ngân, và đó là cái phần đầu tiên, đó là renal blood flow, lượng máu đến cả hai thận trong một phút. Và câu tiếp theo đó là cái phần chúng ta sẽ nói về GFR. GFR là lượng độ lọc cầu thận, và cái người bình thường mình á là normal là khoảng 100 ml trên một phút. Tại sao đó, cái hình trên đây nè, cái hình trên đây là những con số rất đẹp từ cuốn Gatton and Horn, cuốn tái bản lần thứ 13, là những con số này rất đẹp, và đây chỉ là những con số trên lý thuyết thôi, có nghĩa là nó được đo bởi những chất rất là xịn. Nó lực là cái cầu thận á, cái cầu thận độ lọc cầu thận được đo bởi một chất rất là xịn mà chúng ta sẽ phân tích như thế này, và nó lọc được lọc hoàn toàn qua thận mà không bài tiết thêm cũng không tái thu lại, và chúng ta sẽ được và cái chất đó cho chúng ta biết được là con số là 125 ml trên phút, đó là cái chất gì chúng ta hãy xem đó. Và quay trở lại là GFR bình thường của người bình thường là 100 ml trên một phút, và chúng ta nhìn con số 100 ml nghĩa là ta đang nhìn tất cả các nephron của hai thận đang lọc rất tốt, đang làm việc rất khỏe, và nếu một nguyên nhân nào đó mà làm cho glomerulus bị giảm lọc thì chúng ta sẽ thấy ngay là GFR nó sẽ giảm liền đó. Và lấy chất nào để đánh giá GFR, cái chất mà tối ưu nhất nó đó là cái chất mà được lọc hoàn toàn qua thận, được lọc hoàn toàn qua lọc qua cái cầu thận đó, và nó không bị hấp thu cái loại cũng không được bài tiết thêm, thì cái chất đó mới ngon lành, đó là cái chất inulin, giá thành rất cao, cho nên là trong lâm sàng là không có sử dụng chất này được, và người ta sử dụng một cái chất thay thế đó là creatinine. Thì creatinine nó đánh giá GFR là con số 100 ml trên 100 ml trên phút, và tại vì á nó một con số 100 ml trên phút á, tại vì chúng ta thấy là cái creatinine á nó được cái tế bào biểu mô thận á, cái bào biểu mô ống thận á, nó bài tiết thêm một phần nhỏ nữa, cho nên là nó không chính xác bằng inulin, mà cái tại vì là cái creatinine này cái giá thành nó rẻ hơn inulin rất nhiều, chúng ta vượt qua ôm lại được cái GFR rồi, độ lọc cầu thận, và
tiếp theo đó là pharmacology, về cái dược lý, về cái thuốc. Chúng ta sẽ có hai nhóm thuốc, đó là nhóm NSAIDs và thứ hai đó là nhóm ức chế mang chuyển và ức chế thụ thể. Thì cái NSAID chỗ này á, nếu mà giờ này, ở hai cái thuốc này ta trình bày đây, ta xét một bệnh nhân mà đang có cái thể tích tuần hoàn giảm, mà nếu mà sử dụng thuốc NSAID á, thì NSAID là thể ức chế prostaglandin, mà cái prostaglandin là cái chất mà nó lại gây ra chủ yếu để giãn cái afferent arterioles, nó là cái chất chủ yếu để giãn cái tiểu động mạch nhập. Mà khi mà đã đang bị giảm thể tích tuần hoàn rồi mà sử dụng thêm NSAID nữa thì NSAID nó ức chế prostaglandin, và lúc này thì NSAID nó làm tăng co cái tiểu động mạch nhập, như thế thì sẽ giảm lọc bệnh nhân đi vào cái AKI liền, như tổn thương cấp liền. Và nhóm thứ hai đó là ức chế men chuyển và ức chế thụ thể. Nếu một bệnh nhân đang mất nước, đang giảm tưới máu mà lại dùng cái ức chế men chuyển, ức chế thụ thể nữa thì sẽ gây tổn thương thượng cấp, vì hai thằng này nè nó giãn cái tiểu động mạch xuất đó. Mà lúc này đó là ta cần co lại, co tiểu động mạch xuất lại để từ từ để cho máu ở lại tăng độ lọc của thận, chứ không có phải là giãn. Cho nên là khi mình sử dụng cái loại thuốc này, ức chế thụ thể và ức chế men chuyển, thì nó sẽ làm giãn bự ra, và lúc thế là nó làm như thế thì nó làm giảm luôn GFR, bệnh nhân đi vào tổn thương thận cấp. Nói tóm lại thì thuốc NSAID ức chế men chuyển, ức chế thụ thể sẽ gây ra tổn thương thận cấp nếu mà chúng ta dùng cho bệnh nhân mà đang có tình trạng giảm tưới máu thận. Và đây là cái hình chứng minh. Cái số 2 đó là clinical symptoms size, và thêm đó là paraclinical cận lâm thận, cận lâm sàng, là cái chẩn đoán cái lâm sàng của tổn thương thượng cấp. Cái kinh điển đó là giảm đột ngột thể tích nước tiểu mỗi ngày, thiểu niệu nhỏ hơn 400 ml trên 24 giờ, vô niệu nhỏ hơn 150 ml trên 24 giờ, và vô niệu hoàn toàn luôn là nhỏ hơn 50 ml trên 24 giờ. Nếu vô niệu hoàn toàn, nếu mà bệnh nhân đó vô niệu hoàn toàn luôn, thì cái đầu tiên ta phải nghĩ đến là do cái sao thận, do nguyên nhân sao thận. Hiếm khi nào là tại thận hoặc là trước thận mà vô niệu hoàn toàn. Nếu mà trước thận á, cái lượng nước tiểu nó sẽ giảm từ từ, nghĩa là từ 1.5 lít xuống 1 lít, rồi từ 1 lít xuống 800, xuống 600, xuống từ từ đó. Và nếu tại thận thì cái lượng nước tiểu á, sẽ ổn định từ 150 cho đến 200 ml. Và cái tiêu chuẩn để chẩn đoán một bệnh nhân có tổn thương thượng cấp á, số 1 đó là tăng cái creatinine trong máu lớn hơn là 0.3 mg trên decilit và trong vòng 48 giờ, hoặc là tăng cái creatinine hơn 1,5 lần cái creatinine nền đó, đã biết trước hoặc là đã xảy ra trong vòng 7 ngày vừa qua, hoặc là cái lượng nước tiểu đó, cái thể tích nước tiểu nhỏ hơn 0.5 ml trên kg trên giờ trong vòng 6 giờ. Và con số này là con số gọi là cái thực ngữ là oliguria, tức nghĩa là thiểu niệu. Và cái cận lâm sàng thì chúng ta sẽ bàn sâu về cái mục là ABC. Thì chúng ta sẽ liệt kê ở đây, chúng ta sẽ tính được cái tỷ lệ buôn chi cho creatinine, phải đo được cái tủy sức, bài sức đó, cái natri, như là cái thể tích, cái nồng độ của natri bên trong nước tiểu và cái cặn lắng nước tiểu. Cái cận lâm sàng chúng ta cần phải làm và tính toán được. Cái mục số 3 đó là ABC. A thì là etiology, ABC thì quá quen thuộc, là A là etiology. Cái nguyên nhân mà tổn thương thượng cấp đó, chúng ta sẽ phân theo cái đơn vị cấu trúc và chức năng, đó là nephron. Nghĩa là lúc này chúng ta phải lấy hàng nephron làm chuẩn và để chia nguyên nhân. Nếu mà nguyên nhân trước thận á, nghĩa là từ cái động mạch nhập trở ra ngoài động mạch thận, thì cái đó là gọi là nguyên nhân trước thận, và nó chiếm 60%. Tại vì nó chiếm 60%, cho nên là những bệnh nhân bị tổn thương cấp chúng ta phải nghĩ đến nó. Và số 2 đó là tại thận. Tại thận là tại các nephron bao gồm cầu thận nè, ống lượng gần, quan lê, ống lượng xa, ống góp, và nó chiếm 30%.
và nguyên nhân sau thận, nghĩa là bắt đầu từ vị trí đầu tiên của nước tiểu đổ vô sau khi mà nó ra khỏi nephron, nó chiếm từ 5 đến 10%. Nếu giải quyết nhanh, nhanh gọn lẹ thì bệnh nhân sẽ không bị tổn thương, nói chung là không có bị ảnh hưởng gì với thận hết nếu mà bạn biết nhanh. Và cái etiology chúng ta sẽ thấy là cái nhóm mà trước thận sẽ có là do giảm thể tích, giảm cái thể tích máu, giảm cái thể tích cái tuần hoàn. Trong thí dụ như là giảm cung lượng tim ảnh hưởng đến cái thể tích máu, bao gồm như là suy tim rồi suy tim xung huyết, rồi là suy gan, và các thuốc như là cái các thuốc NSAID, nó ức chế men chuyển, chế chủ thể. Đó là nói chung là bất cứ nguyên nhân nào mà làm giảm cái tưới máu thận, giảm cái thể tích giảm cái thể tích máu và đến để tưới thận. Và nguyên nhân tại thận là thường là do ống thận và do mô kẽ. Thì ống thận nó có là hội gọi là cái hoại tử ống thận cấp do ischemia, tức nghĩa là do thiếu máu cục bộ, do sepsis, do nhiễm trùng huyết, do infection, nhiễm trùng, hoặc do viêm thận mô kẽ cấp. Và bệnh lý tại cái cầu thận là do viêm thận cầu thận cấp và do cái vi mạch, bệnh lý liên quan tính vi mạch trong thận. Và sau thận thì do tắc nghẽn, và do tắc nghẽn bao gồm như là stones, là do sỏi thận, do tăng sản tình liệt tiến lành tính, do ung thư, hoặc do một nguyên nhân nào đó là bất thường cái dị dạng bẩm sinh cái đường dẫn nước tiểu làm tắc nghẽn. Thì đó là cái phần etiology. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về pathogenesis và pathogen. Thì tùy vào cái etiology của nó sẽ có pathogenesis và pathogen tương ứng. Thì bây giờ tại vì nó quá trời nhiều, chúng ta chỉ xét một trường hợp thôi, là làm ví dụ thôi. Đó là một bệnh nhân bị sarcoidosis, bị xơ gan, thì lúc này pathogenesis của nó là cái chất đó là albumin. Thì gan lúc này nó bị xơ cho nên nó giảm tạo albumin. Giảm tạo albumin thì giảm áp suất keo dữ dội luôn, và cộng với lại tăng áp lực tĩnh mạch cửa nữa, dẫn đến là mất cân bằng lực Starling ở mô, và dịch lúc này nó ào ào kéo ào ào vào cái khoang thứ ba, dẫn đến là giảm thể tích trong lòng mạch và dẫn đến là việc là giảm tưới máu thận. Và đó là một cái trường hợp xét, chỉ là ví dụ một trường hợp thôi. Và cái C đó là pathophysiology, sinh lý bệnh. Thì chúng ta phải phân cũng xét từng cái, đó là trước thận. Trước thận thì cái lượng máu, cái renal blood flow, lượng máu đến thận giảm, cho nên là nó giảm lọc, giảm GFA. Mà giảm GFA thì đó, tại vì cái hệ thống ống nó còn ngon lành, cho nên là nó tăng reabsorption, nó tăng tái thu lại, nó tăng tái thu muối nước cộng với lại ure lại. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng để sao nó tăng lại, để nó bảo tồn cái lượng thể tích, cho nên là nó tăng tái thu lại. Và chúng ta cái chính vì cái việc mà tái hấp thu muối nước cộng ure này á, nó sẽ làm thứ nhất là nó cô đặc nước tiểu, nó tái hấp thu lại mà, cho nên là nước tiểu đặc lại, dẫn đến là cái áp suất thẩm thấu, áp lực thẩm thấu của nước tiểu á, nó sẽ lớn hơn 500. Và do nó tái hấp thu lại cho nên là cái natri trong nước tiểu rất thấp, là nhỏ hơn 20. Và cái tỷ suất bài xuất natri là nhỏ hơn 1%, và đặc biệt là cái tỷ lệ bun chia cho creatinin, tại vì ure được tái thu lại mà, cho nên bun rất cao, cho nên là chia cho creatinin nó sẽ lớn hơn 20. Và mà cái đó là trước thận. Còn tại thận là thí dụ là trong cái trường hợp mà hoại tử ống thận cấp, thì cái mảnh hoại tử ống thận đó, nó làm tắc nghẽn cái dòng chảy, nó làm tắc nghẽn cái lòng ống thận nha, cho nên là cái dịch đó nó sẽ dội ngược trở lại, và nó dội lại như vậy nó làm giảm lọc, nó làm giảm GFA. Và như vậy thì trong nước tiểu lúc này chúng ta sẽ thấy bệnh nhân tiểu rất dơ và xuất hiện cái trụ gọi là trụ hạt, trụ bùn, trụ dơ đó, thấy trong nước tiểu. Và chính vì cái thận á, chính vì cái ống thận nó bị hoại tử hết trơn rồi, cho nên nó đâu có thực hiện reabsorption gì lại để được, cho nên là số 1 là nó không cô đặc nước tiểu được. Ta thấy là áp suất thẩm thấu của nước tiểu, cái áp lực áp lực thẩm thấu của nước tiểu là nó nhỏ hơn 350. Và cái ure nó cũng không được hấp thu natri, nó cũng không được hấp thu lại, cho nên là cái natri trong nước tiểu rất cao, là lớn hơn 40. Và cái tỷ lệ và
cái tỷ suất mà bài xuất natri là lớn hơn 2%, và cái tỷ lệ bull chia cho creatinine là nhỏ, tại vì ure nó đâu được tác thu đâu, cho nên là cái bull lúc này rất là thấp và cái tỷ lệ bull chia cho creatinine là nhỏ hơn 15. Và đó cũng là cái mà chúng ta sẽ phân biệt được tổn thương nào trước thận và như thế nào là bệnh nhân đó là cái nguyên nhân là trước thận hay là tại thận, là chúng ta phân biệt, chúng ta dựa vào những cái chỉ số này. Và nguyên nhân sau thận thì chỉ có một từ thôi, là obstruction, là tắc nghẽn, và chúng ta giải quyết cái tắc nghẽn đó thì càng nhanh càng tốt, thì sẽ không ảnh hưởng đến gì đến thận. Và xin nhắc lại là đây là cái hình để phân biệt rất là gọn giữa trước nguyên nhân trước thận, nguyên nhân tại thận. Tại thận là do hoại tử ống thận cấp đó. Và chúng ta phải xem những con số này, phải tính toán đo đạt được những con số này, thì chúng ta sẽ xác định được nguyên nhân đó là bệnh nhân đó là bị tổn thương thận cấp trước thận hay là tại thận. Thì tại về cái phần điều trị, cái tổn thương cấp nó rất là khó, nó rất là phức tạp. Ở đây chúng ta dưới một cái trình độ của sinh viên thì chúng ta sẽ nhìn một cách tổng quan về treatment overview, nhìn một cách tổng quan về cái điều trị suy thận cấp. Thì cho dù nguyên nhân gì đi nữa, nếu mà bệnh nhân đã lọt vào cái tiêu chuẩn đó là AIEIOU, tức nghĩa là cái này chúng ta sẽ bàn ở phần phía sau, và refractory dưới lại với cái điều trị của chúng ta, nghĩa là kháng lại điều trị, thì chúng ta phải lọc máu cấp cứu, và chúng ta sẽ bàn về cái AIEIOU ở cái phần tiếp theo. Về cái điều trị nguyên nhân trước thận á, thì chúng ta đổ dịch vô cho bệnh nhân. Nếu mà bệnh nhân đó bị mất dịch, nguyên nhân là giảm dịch trong lòng mạch và dẫn đến giảm tiêu máu, thì chúng ta phải bù dịch cho bệnh nhân, đổ nước vô cho bệnh nhân và ngưng hết tất cả các thuốc hoặc là không sử dụng tất cả thuốc mà nó độc cho thận, như là metformin, NSAID, ức chế miễn dịch, chế thụ thể, và cái dịch truyền sẽ không giúp cho những trường hợp có hội chứng gan có hội chứng gan thận, hội chứng thận hư và suy tim sung huyết. Chúng ta rất là cẩn thận ở những trường hợp này. Và tại thận thì chúng ta phải giải quyết được, điều trị được cái underlying disease, cái bệnh lý nền, và loại bỏ hết tất cả các thuốc mà ảnh hưởng đến thận, độc cho thận. Và biết nguyên nhân sau thận thì loại bỏ cái nguyên nhân tắc nghẽn càng nhanh càng sớm, càng nhanh càng tốt, sẽ không ảnh hưởng đến cái chức năng thận. Giải quyết tắc nghẽn càng nhanh càng tốt. Và chúng ta sẽ nói về cái bệnh nhân lọc máu cấp cứu khi mà A là acidosis, là tình trạng nhiễm axit, nhiễm toan, mà refractory có nghĩa là chống lại rồi kháng trị, có nghĩa là điều trị hoài mà pH của bệnh nhân vẫn nhỏ hơn 7.2 là phải lọc máu. Cái từ Y, cái từ Y ở đây là electrolyte. Electrolyte là cái điện giải, sự bất thường điện giải, đặc biệt là tăng natri máu, tăng kali máu là phải lọc máu. Thứ hai, tiếp theo đó là chữ I. I là ingestion hay là intoxication, nhiễm độc. Nó những cái chất độc mà nó độc cho thận mà thận nó không thải được, cho nên chúng ta phải lọc máu để loại bỏ chất độc đó ra ngoài. Và chữ O ở đây là overload, tức nghĩa là quá tải dịch, là phải lọc máu để lấy bớt dịch. Và cuối cùng là U, là uremic symptoms, hội chứng tăng ure máu. Và đó là những cái trường hợp mà chúng ta cần phải lọc máu cấp cứu cho bệnh nhân. Và đây là tất cả các nguồn tài liệu, 10 nguồn tài liệu mà mình đã tham khảo để soạn lại bài này. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.